Việc quản lý bãi xe tôi sẽ giao cho cậu Vui. Anh Năm, tuyển thêm 4 người cho căng tin giùm tôi, thợ nấu tôi sẽ lo. Tôi đã quan sát cậu Vui thời gian qua, cậu ấy làm việc rất là siêng năng, thật thà, lại có uy tín nữa. Đây là những đức tính rất là cần thiết cho người làm quản lý. Kể từ bây giờ, cậu ấy sẽ toàn quyền quyết định ở đây. Mọi người giúp đỡ cho cậu ấy nha. Tôi hỏi chị, chứ con nương nhà tôi nó đâu có tệ đâu. Ở bên nhà tôi đó là công chuyện trên dưới trong ngoài là một tay nó không. Tưởng đâu là bây giờ lấy chồng về rồi là có một chồng kề bên an ủi. Có những chuyện người lớn mình không có san sẻ với nó được. Mà hỏi chị bây giờ như vậy nè, nhỏ vậy đây mà không thấy mặt mũi nó đâu hết trơn. Quá sức tệ. Dạ. Dạ, má. Tôi xin lỗi chị. Chị nói phải. Chị yên tâm đi. Chuyến này thằng Vui về á, tôi xử nó không đẹp không ăn tiền nha chị. Nó có về cho chị xử hay là không? Đây rồi tôi nghi nghe, nó lên Sài Gòn nó quen con nhỏ nào ở trển rồi nó không về nữa luôn. Đó. Làm gì làm mà, đừng có đem con rơi con rớt về bắt con tôi nuôi là không có được đâu á. Chúc mừng em nha. Em đã có thai được 5 tuần rồi đó. Nè, về nhà nhớ ăn uống, nghỉ ngơi, hạn chế đi lại nhiều. Bởi vì em lớn tuổi rồi mới có thai lần đầu, nên phải cẩn thận hơn đó nha. Nhìn anh chị hạnh phúc quá. Anh gì ơi, sao anh không cười lên? Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh mà. Anh mệt hả? À không. Anh qua ôm chị đi. Như vậy là anh phải qua đây với em rồi. Một tấm nữa nha. Đợi chút xíu. Anh hôn chị đi. Hôn hả? Cảm ơn cô nhiều nha. Được một người xinh đẹp như cô chụp giùm vài tấm hình, tôi thấy quý lắm. Không có gì.